下班才能一程，有点老这一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人，突然陌生来不及追问，重逢还会否有可能，为你留一盏灯。Gặp bác sĩ cho tôi. Và hãy để tôi rời đi. Ý anh là gì? Không. Bác sĩ Triệu đâu? Anh ấy quay lại trước. Anh ấy vẫn chưa chữa trị. Tại sao anh ấy bỏ đi? Tôi cũng không biết. Hết rồi, hết rồi. Thứ tôi mắc phải chắc hẳn là một căn bệnh nan y. Tôi sắp chết. Không, tôi hứa với bạn. Tôi chắc chắn có thể giúp bạn tìm ra cách. Tôi chưa kết hôn. Tôi chưa có con. Bạn có thể kết hôn được không? Có thể có con. Dừng đánh. Đu bạn thôi. Đừng tức giận. Đừng di chuyển. Bạn có thể chấp nhận mức độ này. Nó có nghĩa là gì? Bác sĩ Giang Giao nói với tôi. Anh ấy yêu cầu tôi tiếp xúc cơ thể nhiều hơn với bạn. Điều này sẽ giúp bạn tự miễn dịch. Cô, tôi hiểu rồi. Tôi tưởng bạn muốn điều đó. Bạn muốn gì? Bạn nghĩ sao? Không có gì. Bạn vẫn chưa nói điều đó, khoảng cách đó có ổn không? Được rồi. Ý anh là gì? Nếu bạn có thể thì bạn có thể, nếu bạn không thể thì bạn không thể. Trời đã muộn rồi, tôi phải đi. Bạn vẫn chưa trả lời tôi. Có thể hay không? Như thế nào về nó? Làm thế này suốt đêm qua có ổn không? Tôi đang nói chuyện với bạn. Đừng ăn nữa. Ồ. Tôi chấp nhận sự điều trị của bạn. Được rồi. Vậy hãy bắt đầu từ hôm nay. Sau này tôi sẽ đi cùng bạn đến công ty làm việc. Có rất nhiều người trong công ty. Sẽ không tốt nếu bạn gây ảnh hưởng đến tôi với tôi. Việc tôi là vợ sắp cưới của anh có ảnh hưởng xấu gì không? Ăn nhanh. Tôi sẽ lên và chuẩn bị. Chào anh Gu, này xin chào. Gì? Bạn đang trốn tránh điều gì? Nói đi, cô. Do tập đoàn điều chỉnh cơ cấu thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty, chiến lược phát triển bền vững đã đạt được kết quả rõ rệt. Doanh thu quý 3 tăng đáng kể so với cùng kỳ, tăng tỷ trọng thu nhập từ nền kinh tế thực. Tiếp tục, cô. Thực hiện theo chiến lược bạn đã đề xuất trước đó.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho việc tự nghiên cứu, sẽ tiếp tục đi sâu vào ngành tài chính và các lĩnh vực khác. Tôi cần phải đi vào nhà vệ sinh. Bác sĩ Triệu, hôm nay ngài thực sự không tới sao? Khi tôi ở đây, anh vui vẻ dặt hơn. Cứ ở bên anh ấy bình thường thôi. Tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Điều gì đó tốt hơn một cái bắt tay hay một cái chạm. Hành vi thân mật hơn. Tạo môi trường lãng mạn. Ồ tốt. Tại sao bác sĩ Triệu không tới? Anh ấy nói hôm nay có việc phải làm nên không thể đến được. Chúng ta cùng xem phim nhé. Bạn đang xem phim gì vậy? Thư giãn hơn một chút. Khí quyển. Đó là điều mà bạn đã nói. Phim hài hước và không khí. Không khí thế này chưa đủ. Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối. Được rồi, không còn nữa. Đi qua. Trước đây tôi cũng vì rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Đó là lý do tại sao tôi không thể lên tiếng. Tiến sĩ Giao nói, bạn cũng giống như tôi. Nó phải là một vật nào đó hoặc một người nào đó vào thời điểm đó. Ảnh hưởng quá nhiều đến bạn. Vì vậy bạn bỏ qua tình trạng của bạn. Bạn cũng giống tôi. Mẹ tôi muốn xem phim thì chỉ xem phim thôi. Bạn vẫn phải cho tôi bài học. Bạn có thể cho bộ phim kinh dị này một chút được không? Sự cao quý nó phải có. Được rồi. Tất cả đều là giả. Cảm ơn. Có hay không? Vấp ngã. Bạn nói bạn chỉ xem phim khi bạn xem phim. Bạn vẫn phải chọn thể loại phim này. Bạn thấy đấy, đồng hồ điện sợ quá nên bị vấp. Bây giờ có phải là lúc để chịu trách nhiệm? Được rồi. Tôi sẽ gọi người đến sửa nó. Bạn không biết cách sửa chữa đồng hồ điện. Tại sao phải biết sửa chữa đồng hồ điện? Vậy thì bạn không biết sửa chữa các thiết bị điện. Rồi từ nay trở đi, vợ con anh. Tôi phải sử dụng các thiết bị điện bị hỏng với bạn. Thiết bị điện của tôi bị hỏng, tôi có thể thay thế nó bằng một thiết bị mới không? Tại sao tôi phải biết tu luyện? Ồ, quá. Được rồi. Kỳ thật loại chuyện này cũng không có gì khó khăn. Tôi sẽ làm điều đó một cách dễ dàng và nó sẽ được thực hiện. Vâng. Đúng. Có được không? Nếu không thì đừng đi. Khỏe. Tôi có thể. Cố Minh Ngôn, tôi thấy một cái gì đó. Nó là gì? Tôi thấy một cái gì đó.
又失了魂，再次被陷入回忆的情绪的沉，心事蜂拥着往下沉。那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在青涩黄昏，可你却在浪漫时刻转身。有点亮这一盏为你留的灯，却沦为万千灯海的陪衬，你给的梦碰不到星辰，只留下短暂的一程。有点亮这一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人，突然陌生来不及追问，重逢还会否有